Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Quân tử biết cách tạo vận mạng. Vạn Phật Thành ngày 1 tháng 10 năm 1983. Rất nhiều sự việc trên thế gian mình cho rằng tốt, nhưng bên trong thực sự có nhiều điều chẳng tốt phát sinh. Hiện tại bạn cho là hết sức vui sướng, nhưng tương lai có thể làm cho bạn thống khổ. Cho nên, nếu muốn tránh sự phiền não, không gì bằng chữ trung đạo. Trung đạo có nghĩa là không nhiều quá mà cũng không ít quá. Không có phiền não mà cũng không có vui thú. Sách Trung Dung có nói rằng, hỷ nộ ai lạc chi vị pháp, vị chi trung. Pháp nhi giai trung tiếp, vị chi hỏa. Nghĩa là, vui giận, buồn, sướng khi chưa sinh thì gọi là trung. Khi phát ra rồi mà giữ ở mực trung thì gọi là hòa. Nếu hiểu đạo lý này thì bất luận làm gì mình cũng không thái quá, cũng không mê muội, không điên đảo. Cần phải biết rõ rằng đen là đen, trắng là trắng, thiện là thiện, ác là ác. Phân chiết minh liễu thì mới không lẫn lộn thiện với ác. Những điều mà chúng ta gặp trong kiếp này đều là do nghiệp lực kiếp trước tạo thành. Hiện tại muốn cải biến vận mệnh của mình thì cần phải tạo nhiều công đức. Có câu rằng, quân tử hữu tạo mệnh chi học, mệnh do ngã lập, phước tự kỳ cầu, họa phước vô môn, duy nhân tự chiêu. Nghĩa là, người quân tử biết cách tạo vận mạng, mạng do ta làm, phước tự ta cầu, họa phước không có cửa, chỉ do ta chuốc lấy. Người học Phật nhất định phải nhận thức rõ ràng định luật nhân quả báo ứng, không thể tùy tiện tạo ác nghiệp, trồng ác nhân, cũng không được làm sai đạo lý nhân quả. Vì thế, phải 10 phần cẩn thận, nếu chờ đến lúc thọ quả báo rồi thì hối hận đã muộn rồi. Ha ha ha,